Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị, Hàn Quốc của tác giả Dương Hành Triệt do Thúy Hương Dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới. Ma âm. Ma âm hay mị âm là một pháp môn kỳ diệu. Người thực hiện phép thuật sẽ lặp đi lặp lại một tổ hợp gồm vài âm tiết, khiến cho người nghe ý thức mơ hồ, không kiểm soát nổi bản thân, suy nghĩ sẽ thuận theo ý của người làm phép, không thể tự chủ được. Một số nhà soạn nhạc khi viết nhạc đã ngẫu nhiên dùng nốt nhạc để tổ hợp thành ma âm, khiến người nghe đắm say mê thích. Khi nghe, nhạc, nếu thích bản nhạc nào đó, chúng ta thường mở đi mở lại, thực ra, đó chính là bị ma âm quyến rũ. Những điệu múa đầu tiên của loài người đều do pháp sư của bộ tộc sử dụng trong các nghi thức tế lễ, cầu nguyện, trừ tà. Khi pháp sư ca hát, nhảy múa, các thành viên bộ tộc cũng ca hát, nhảy múa theo. Rất nhiều bộ tộc thiểu số cho đến nay vẫn còn giữ được nghi lễ này. Nghe nói, hôm qua ca vũ, có thể loại bỏ tạp niệm trong lòng, kết nối với thần linh. Một, tuy bị thương chút đỉnh, nhưng vẫn chưa đến nỗi mất mặt, mặc dù đang ở Hàn Quốc. Vì không muốn để Kuroba bắt thóp rồi chê diễu, tôi và Nguyệt Bính bèn hẹn họ đi ăn đêm. Trên đường đi, sắc mặt của Yutek He thay đổi liên tục, không biết cô ta đang nghĩ gì. Tôi không hỏi nhiều, bởi đôi khi im lặng cũng không phải chuyện xấu. Cuộc sống về đêm ở Seoul rất nhộn nhịp, đã sắp nửa đêm mà trên đường vẫn có không ít người qua lại, hầu hết đều là du khách. Chỗ bán đồ ăn đêm ngon nhất Seoul nằm ở khu đại học, ở đó không có du khách, rất ít người ngoại quốc, đồ ăn toàn món hàn truyền thống, có nhiều ngôi sao cũng thích ghé đấy ăn. Nguyệt Bính giới thiệu băng quơ. Tôi ngạc nhiên, Nguyệt Bính, sao mày lại dành Hàn Quốc vậy? Nguyệt Bính gãi mũi, ồ, ngày nào xong việc, bọn tao cũng tới đấy ăn. Tôi bỗng thấy đáng lòng, tao ở ngay sát vách, ngày nào cũng phải dậy từ tờ mờ sáng làm việc đầu tắt mặt tối, mà tới bữa không có miếng thịt để ăn. Còn ba người thì ăn uống ngập răng, các người còn có lương tâm không? Ăn bằng miệng chứ đâu phải bằng lương tâm, Nguyệt Bính liếc nhìn yêu tách he, cười nửa miệng, đúng không? Yêu tách he đang cúi đầu đi theo chúng tôi, thấy Nguyệt Bính hỏi thình lình, cô ta như choàng tỉnh, lắp bắp, anh bí. Bí ngô, thực ra, tôi nghĩ bụng, có lẽ nào đồ ăn của tôi đã bị yêu tích he hạ cổ đâu. Thế thì tôi tàn đời mất, nghĩ đến cảnh hồi ở Thái Lan phải nuốt trùng bọ để phá giải cổ thuật, tôi còn dợn tóc gáy. Tôi trợn trừng mắt nhìn yêu tích he, mong rằng cô ta đừng nói những điều tôi đang nghĩ. Nhà hàng đó do tôi đứng sau điều khiển, ngày ngày tôi lấy tóc của người chết ngâm nước tương để ướp thịt muối, đó là một loại vu cổ của sa man. Tôi cần lựa chọn những thực khách phạm ngũ tội làm trợ thủ, cho nên mới chỉ cho anh ăn cơm trắng với kim chi. Yêu tách he cắn môi liếc tôi một cái rồi vội cúi đầu, lúc ở quán trọ, tôi đã cố tình gọi hai người đến ở phòng kế bên, rồi nối tivi với thiết bị thu phát chuẩn bị sẵn để phát tín giả, chính là tin anh và Nguyệt Bính tử nạn trên tàu còn chuyện gì cô chưa gạt tôi nữa không tôi thấy mình chẳng khác gì thằng đần thì ra tất cả mọi chuyện đều là vở kịch do yêu tech he sắp đặt dù sao tôi cũng là vai chính thì chí ít cũng phải cho tôi xem kịch bản chứ thảm hại hơn nữa là tôi đã từng lén ăn vụng mấy miếng thịt ướp kem kem đánh răng mon tuyệt yêu tech he chớp chớp mắt đó là thứ ngon nhất mà tôi tìm được khi tự đi kiếm thức ăn nghe cô ta nói như vậy cơn giận dữ trong lòng tôi lại xẹp xuống. Một cô gái lớn lên trong môi trường biến thái như vậy, chưa băm vằm tôi ra cho vào nồi nấu chín đã là tốt số cho tôi lắm rồi. Cô làm tin giả là để bí ngô đi tìm tôi ư. Nguyệt bính sầm mặt, đôi mắt nhỏ dài nheo tít lại, nhưng không ngờ chúng tôi lại tự tìm đến. Tôi giả bộ đi chậm vài bước để chặn giữa hai người. Yêu tách he hoàn toàn không nhận ra Nguyệt Bính đang nổi cơn thịnh nộ, thản nhiên nói, tôi không biết. Cô không biết thì ai biết đây? Nguyệt Bính rốt bật lửa ra nghịch, cô vốn không đáng để tôi tin. Nếu anh là tôi thì anh có thể tin các anh như tôi lúc này không? Yêu tích hè vặc lại, tôi hối lỗi, không có nghĩa là phải tôn trọng những kẻ không tin tôi. Ánh mắt của hai người cứ như xuyên thủng qua người tôi, tôi hết nhìn người này rồi lại người kia, muốn giản hòa, so he, cô nói vậy là có ý gì? Chẳng có ý gì cả yêu tách he bực dọc đắp cộc lốp rồi bỏ đi thẳng nguyệt bính mày điên rồi à tôi cũng bực mình giật phăng chiếc bật lửa trên tay nó đàn ông đàn an cứ đi so đo với mấy mẹ đàn bà ấy làm gì động một tí là cãi vã mất hết cả tư cách nếu mày không cản tao đã ra tay lâu rồi nguyệt bính vặc lại tôi tao đang điên đây cô ta dàn xếp tất cả những chuyện tay trời này rồi cuối cùng lại nói là không biết Thế mà mày còn định hòa giải, mày có bị làm sao không thế? Đáng đời mày suốt đời bị lừa. Thằng chó, mày nói thêm câu nữa xem, tôi vì hơi thuốc qua mũi, cáu kỉnh dơ nắm đấm lên dọa dẫm. Bí ngô, anh nói ai là mấy mẹ đàn bà, yêu tách hè đúng khựng lại, xoay người, vung tay, một vật gì đó lao vụt về phía tôi. Tôi giật nảy mình, vội ngồi thụp xuống, vật kia rít gió bay vèo qua đầu. Phật, Tôi ngoái nhìn, một mũi dao găm cắm lút vào cột đèn sau lưng, chuôi dao vẫn còn rung rung. Đừng có gây sự với con gái, Nguyệt Bính lập tức nguôi giận, chạy lăng xăng đến bên yêu tách he. Hai người lại đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi ngây ra một lát, chợt nghĩ nếu trong tay có một chai hạt đỉnh hồng, kiểu gì chốc nữa cũng phải đổ vào đồ ăn của họ. Nhưng tiếc là tôi không có. Mà này bí ngô, mày bị cúm à? Nguyệt Bính chẳng buồn ngoái đầu lại hỏi, lúc nãy tao thấy mày chỉ có một lỗ mũi nhà khói. Hai, hộp hạc nhau một hồi, rồi cũng đến được khu đại học. Vừa nhìn, tôi đã hoa cả mắt, trên phố toàn là trai xinh gái đẹp, những cô gái ngồi nghịch điện thoại trong quán vỉa hè, cô nào cũng quần da bó sát, chân dài eo thon, mông cong ngực nở, nhìn dáng dấp của họ, cứ như chỉ cần mang máy quay tới là có thể diễn luôn phim hàn ngay được tâm hồn tôi đang bay bổng tít trên mây, chợt nghe Nguyệt Bính đằng hắng khẽ một tiếng. Lúc này, tôi mới nhìn thấy Sukino và Kuroba mang trên mình vài vết thương nhẹ, đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Chắc là việc giải quyết con rối bệnh trong đường hầm tàu điện ngầm không hề dễ dàng. Nhìn thấy yêu tách he, hai người đều ngơ ngác, Kuroba bất đắc dĩ rút ra một sấp tiền uôn, dúi vào tay Sukino. Ba chúng tôi lần lượt ngồi xuống, từ trái sang phải là tôi, Nguyệt Bính, Yutechhe, Sukino rồi đến Kuroba. Tôi vốn định ngồi cạnh Sukino, ai ngờ he lại tranh vào ngồi trước. Để tránh hiểu lầm, tôi đành ngồi ở ngoài cùng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn trộm Sukino. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chủ quán, Nguyệt Bính búng món tay đánh tách, một bà cô ở tuổi trung niên mặc bộ vest đen đứng phía sau quầy hàng tươi cười đon đả bưng ra ảo ảo hết đĩa này đến địa khác, bánh gạo cay tê tiếu bốc rồi lợn bánh nhân đậu xanh, chân giò hầm nước sốt, kim chi, cơm trắng. Món tê tiếu bốc bán chạy nhất trong mùa đông ở Hàn Quốc, dẻo dẻo giòn giòn, rất thơm ngon. Mấy món kia trông cũng rất bắt mắt, nóng sốt, thơm phức, vừa nhìn đã muốn ăn. Bụng tôi réo lên ủng ục, chỉ muốn cầm đũa gắp ngay, nhưng bốn người kia vẫn ngồi nghiêm chỉnh, không biết đang nghĩ gì, nên đành phải dàn lòng ngồi yên. Yêu Tết he, không cần giới thiệu biết nhau cả rồi. Nguyệt Bính phá tan bầu không khí căng thẳng. Ừm, um, hừm, um, chuyện rất phức tạp, vừa ăn vừa nói đi. Nguyệt Bính cầm đũa lên, nhưng lừng khừng chưa chịu gắp. Ok, yêu Tết he không cầm đũa. Tôi đang định hạ đũa, chợt phát hiện ra có gì không ổn. Ngoài yêu Tết he thì ba người kia, ngay cả Kuroba, cũng đều lén nuốt nước miếng, nhưng chỉ cầm nguyên đũa mà không ai chịu gắp chẳng lẽ họ đang tu luyện pháp môn gì bất động trước món ngon để rèn ý chí vậy thì cứ kệ họ đi dù sao nửa tháng nay họ đã ăn uống đã đời rồi giờ tôi cứ no bụng đã rồi tính xong tôi cầm đũa gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng sốt ớt cay nồng nấm hương thơm nức bánh dẻo quẹo mới đã làm sao vừa nhai đã ấm cả người được rồi ăn thôi sò hè cô cũng ăn đi Nguyệt Bính Ân cần cầm đũa dúi vào tay yêu tách he. Thế là năm người chúng tôi bắt đầu gắp rào rào, mặt ai cũng hồng rực lên. Khi làm phép, thầy âm dương cần phải rút sức mạnh tự nhiên từ cơ thể, nên tiêu hao rất nhiều sức lực, cần phải ăn nhiều để bổ sung. Cô Rô Ba chẳng buồn khách khí, tay cầm luôn khúc chân giò hầm gặm nhiệt tình. Nguyệt Bính tấn công đĩa rồi quyết liệt, yêu tách he buộc túm mái tóc lại sau lưng để ăn cho tiện, Cô ta còn gọi thêm ít rượu sake vị chua chua ngọt không quá mạnh. Năm người chúng tôi vừa ăn vừa uống hâm hở nhiệt tình, khiến thực khách mấy bàn bên cũng phải tò mò liếc mắt nhìn. Bầu không khí cũng trở nên ấm áp hơn nhiều. Tuy Sukino và Kuroba không hỏi chuyện của yêu tách he, nhưng điều này lại khiến tôi cảm thấy họ có vẻ như rất hiểu nhau. Ăn đến lượt thứ hai, chắc dạ rồi, Nguyệt Bính mới thở hắt ra mãn nguyện, chậm rãi cầm chén rượu lên uống bí ngô tao muốn nói với mày một chuyện tôi đang tấn công món cá xiên nướng vừa bưng lên nghe nguyệt bình nói vậy liền nhồi luôn miếng cá vào đầy miệng nói đi quy định ở đây là ai hạ đũa trước người đó trả tiền nguyệt bính cười nhăn nhở tôi thở hắt ra thế mà cũng bảo là có chuyện làm tôi căng thẳng muốn chết may mà đã kịp làm thuê nửa tháng ăn tiêu tiết kiệm cũng gom góp được chút ít một bữa ăn thì hết bao nhiêu chuyện nhỏ bữa này tao mời, tôi vung tay hào sảng. Xiên cá này 100 đô la Mỹ đấy, Nguyệt Bính nhấp một ngụm rượu. Tôi suýt nữa thì cắn đứt lưỡi, cái gì? Nguyệt Bính chỉ vào mấy cái đĩa trống trơn trên bàn, thản nhiên báo giá. Càng nghe, tôi càng mồ hôi như tắm, này, đây là ăn khuya hay ăn vàng thế? Mày đừng thấy tao ít học mà lừa tao, chẳng có cái quán vỉa hè nào mà lại có giá cắt cổ thế này cả sukino và kuroba vờ như không nghe thấy kuroba vẫn nhoay nhoáy gặm chân giò tôi chỉ muốn phi ngay que xiên cá vào họng hắn này bí ngô thịt và cá ở hàn quốc đắt lắm đấy yêu tech he vẫn nhai càng cua ngon lành để thu hút khách hàng dụ nhiều người phạm ngũ tội tìm tới tôi đã cố tình hạ giá của nhà hàng chỗ anh làm thuê tôi đào đầu ra từng ấy tiền tôi cảm thấy những thứ vừa nuốt vào không phải là thức ăn mà là đầy một bụng đô la Mỹ. Tôi cũng chẳng hề biết đến quy ước này, không tính. Bọn tao cũng đâu có tiền, có phải đến đây để đi du lịch đâu. Tay và miệng của Nguyệt Bính vẫn không ngừng hoạt động. Nửa tháng nay tao đã thanh toán ba lần rồi, Kuro năm lần, còn Sukino bảy lần. Các người lấy tiền đâu ra? Tôi hỏi. Ai cũng phải tự tìm cách xoay sở thôi. Tao lấy trộm của người giàu, còn hai người kia, tao không biết. Nguyệt Bính lấy khăn lau miệng rồi chuyển sang món canh gà. "Anh Nam, tôi tin anh là người biết giữ lời." Sukino liếc nhìn tôi. Thế là bốn người họ vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, còn tôi một mình lên đường đi xoay tiền. "Ba." Tôi nghĩ, giá tiền của bữa cơm này không phải là con số ít, ăn trộm tiền của sinh viên thì bất nhẫn quá, nhưng nửa đêm nửa hôm, biết tìm đâu ra mấy kẻ giàu có bất nghĩa đây. Nghĩ lại, nếu tôi không thanh toán bốn người kia cũng không thể đi được ăn xong cứ ngồi chơi đó kiểu gì cũng đến lúc bà chủ nhắc nhở ai còn chốt bạc lẻ cũng phải dốc ra trả thôi sau đó tôi quay về nói là không kiếm được tiền họ cũng không thể mang tôi ra gán nợ được đôi khi có chốt tinh thần a quy cũng không phải là xấu tôi đứng dựa tường ngắm những người đẹp qua lại trên phố định nấn ná hơn một tiếng rồi quay về ngước lên nhìn trăng đoán chắc cũng phải hơn một giờ sáng rồi nhưng đường phố vẫn chưa hề vắng vẻ tôi đi lang thang qua vài con phố nhẩm tính chắc thời gian cũng đủ rồi liền huyết sáo quay về quán ăn rẽ vào góc phố thấy quán ăn còn đông khách hơn cả lúc nãy sinh viên quây kín chỗ chúng tôi vừa ngồi ăn ồn ào như chợ vỡ phía xa xa còn có vài nhóm đang kéo nhau chạy tới mặt mày hớn hở nhập vào đám đông không biết đã xảy ra chuyện gì tôi nghĩ bụng lẽ nào do họ không có tiền thanh toán nên bị bà chủ làm ầm ĩ lên rồi tôi vội ba chân bốn cẳng chạy tới kiễng chân nhòm vào trong may sao tôi cao hơn mét tám không đến nỗi lọt thỏm giữa đám đông đám nguyệt bính không còn đó nữa thay vào đó là năm sáu thanh niên rất bảnh trai đỏm dáng đang ngồi ăn nhưng nhìn điệu bộ không giống như đến để ăn mà là đến để diễn tay soái ca ngồi ở giữa chốc chốc lại vẫy tay với đám sinh viên khóe môi nhếch một nụ cười khuôn mặt anh chàng, đúng là nuột nà không một tì vết. Đám sinh viên gieo hò như sấm dậy, có ba bốn nữ sinh kích động tới mức nhảy lên tưng tưng, hai mắt đờ đẫn như chúng ta. Chặn giữa đám đông và mấy người kia là vài gã đàn ông to cao tháo vát, ngăn không cho họ tiến lại quá gần. Càng nhìn mấy thanh niên kia, tôi càng thấy quen, nghĩ kỹ lại, suýt chút nữa tôi cũng nhảy cẫng lên mà hú hét. Ngay tại quán ăn vỉa hè ở khu đại học tại Seoul, tôi lại có cơ hội gặp gỡ nhóm nhạc danh tiếng ESO đã làm mưa làm gió khắp châu Á suốt 2 năm qua. Nhóm nhạc này rất nổi tiếng ở Trung Quốc, lượng fan phải lên tới hàng triệu. Mỗi lần đến Trung Quốc biểu diễn, họ đều được chào đón nhiệt liệt từ sân bay, pano, áp phích quảng cáo khổ lớn răng khắp phố phường. Tại hiện trường biểu diễn, lần nào cũng có không ít fan lăn ra chết ngất. tuy tôi không phải là fan của nhóm nhạc này, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy các siêu sao, thử hỏi ai lại không kích động. Người đông thế này, đến kiến cũng không lách qua nổi, đừng có mơ chen vào xin chữ ký. Nguyệt Bính cứ như thình lình mọc ra bên cạnh tôi. Tôi vẫn cố tìm kẽ hở để lách vào, này, lát nữa nếu tao chen vào được, mày nhớ chụp ảnh rồi post lên mạng cho tao nhé, không chừng tao lại nổi như cồn cũng nên. Ha 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 ha, thế mà cũng dám coi là soái ca. Kuroba đứng từ xa nhìn lại, Sắc mặt khinh khỉnh, Sukino và Sohe đâu rồi, tôi cố mãi cũng không thể lách vào trong được, mà còn bị xô ra ngoài, đành bỏ ý định xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm, thế đã thanh toán chưa? Số mày hên đấy, mày vừa đi được một lúc thì họ kéo tới, bao cả quán luôn. Nguyệt Bính quẳng điện thoại cho tôi, xem đi. Tôi cầm điện thoại, suýt nữa thì nuốt luôn cả lưỡi vào trong bụng, các người. Các người đã kịp chụp ảnh chung rồi thế nên mới nói số mày hên nguyệt bính nhướng mày có nhìn thấy gì không tôi nghĩ bụng chẳng lẽ năm nay mình phạm thái tuế nên làm gì cũng xui xèo lại nhớ lúc ở dưới cống đã ăn miếng thịt thái tuế hay là chính thế nên mới xui rủi đến vậy chuyến này về phải kiếm đồng xu bầy trận mai hoa cải vận để xua khí rủi đi mới được còn cái quái gì để xem nữa đâu tôi cầm điện thoại lên nhìn tay kuroba chắc chắn là không thích chụp ảnh nhưng nguyệt bính Tao cũng không ngờ mày lại thích chụp ảnh với ngôi sao đấy. Nguyệt Bính lôi tôi ra khỏi đám đông, ai bảo mày xem cái đó, nhìn kỹ đi. Nghe nó nghiêm túc như vậy, tôi liền căng mắt nhìn thật kỹ, và đã phát hiện ra điều bất ổn. Do chụp vào ban đêm, không đủ ánh sáng nên phải dùng đèn flash, khi đèn chiếu vào mắt sẽ gây ra hiện tượng mắt đỏ. Đó vốn là chuyện rất bình thường, nhưng trong bức ảnh, mắt Nguyệt Bính, Sukino và Yutekhe đều đỏ lòe. Trong khi đó, mắt của các thành viên nhóm nhạc vẫn bình thường. Nguyệt Bính chỉ lên trời, ánh sáng đủ màu hội tụ lại sẽ thành ánh sáng trắng, phẩm màu đủ màu trộn lẫn với nhau sẽ thành màu đen. Bí ngô, chẳng lẽ mày đã quên rồi sao? Họ cũng giống như tao ư. Tôi buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống. Nguyệt Bính vội bắt lấy điện thoại, về rồi tính tiếp. Họ là nghệ sĩ của công ty dây cây đấy. 4. Về đến phòng trọ của đám Nguyệt Bính, Sukino và Yutekhe đã về từ lâu. Hai người mặt đỏ bừng, chẳng nói chẳng rằng, có vẻ như thân mật lắm. Tôi thầm thán phục, tình bạn giữa những người phụ nữ quả là sâu sắc khó dò, không thể hiểu được. Năm người ngồi xuống, lần lượt kể lại những chuyện đã trải qua. Sukino và Kuroba nhận được thư của Okawa Yuji đúng lúc chúng tôi sang Ấn Độ, họ đổi số điện thoại, bắt đầu bí mật điều tra công ty truyền thông và giải trí dây cây tính ra đã ở lại Hàn Quốc hơn một năm rồi. Còn tôi và Nguyệt Bính, rốt cuộc là một hay hai người ở trên đảo, chuyện này vẫn chưa có lời giải đáp, nhưng theo lời kể của cả hai, thì chắc chắn chúng tôi ở trên cùng một hòn đảo, thậm chí được cùng một con tàu Hàn Quốc đến cứu, và tất cả những chuyện xảy ra trên tàu cũng hoàn toàn giống nhau. Thuyền trưởng người cáo từng nói, công ty truyền thông và giải trí dây cây là công ty gia tộc, rất tin tưởng vào truyền thuyết cáo chín đuôi, sự xuất hiện của hai chúng tôi ứng với lời tiên đoán phá lời nguyền. Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như thuyền trưởng người cáo còn rất nhiều chuyện chưa nói thật. Tiếc rằng con tàu đã gặp nạn, bây giờ cô muốn tìm để hỏi, cũng không được nữa. Hai năm trước, trong lúc yêu he tìm kiếm người phạm mũ tội trên tàu điện ngầm, cô ta có gặp một người rất kỳ cục. Rõ ràng cô ta nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó nhưng lại không biết bộ dạng hắn thế nào yêu tech he sợ chúng tôi không tin nhưng chúng tôi đều hiểu thế giới rộng lớn sở hữu dị năng không phải chỉ có năm người chúng tôi nhưng người đàn ông kia lại biết rõ thân thế của chúng tôi và kể hết cho yêu tech he nghe từ hôm đó yêu tech he sinh lòng oán hận trở về gây dựng thế lực của mình dưới lòng đất hắn nói với yêu tech he khi nào cơ hội chín mùi hắn sẽ lại xuất hiện tôi và nguyệt bính trong lúc đi máy bay trực thăng trở về hàn quốc đều đã bị đánh thuốc mê sukinio và yêu tech he xuất hiện cách nhau chưa đầy nửa tiếng họ đã lần lượt cứu chúng tôi giống y như có người sắp đặt từ trước vậy lời kể của yêu tech he khiến chúng tôi phải chú ý giọng của cô nghe rất truyền cảm giống như có thứ ma lực hút hồn khiến người ta không thể tự chủ tôi và nguyệt bính nhìn nhau cùng nghĩ đến một kẻ đã chết ở nhật bản rách còn bí mật mà yêu tách nhiều lần nhắc đến, lại rất kỳ quặc. Kẻ kia nói rằng, khi chúng tôi đau đớn tột cùng, bí mật tự nhiên sẽ xuất hiện. Cho nên yêu tách mới đâm cho Nguyệt Bính liền mấy nhát đau, định hành hạ nó cho đến khi bí mật hiện hình. Phân tích manh mối một hồi lâu, chúng tôi vẫn không thể đưa ra kết luận. Bốn kẻ đã lựa chọn sáu người chúng tôi năm xưa, Okawa Yuji và Doang đã được xác định. Còn người đàn ông cao gầy và người phụ nữ đã nhận nuôi rách là ai? Tại sao Minamio Hiroshi lại xuất hiện Hàn Quốc? Còn về rách, tôi cứ ngỡ là đã thấu hiểu hắn rồi. Nhưng giờ mới nhận ra, hắn còn có rất nhiều bí mật mà chúng tôi chưa biết đến. Ban nhạc nổi tiếng vừa tình cờ gặp gỡ cũng có con ngươi màu đỏ. Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Xem ra, manh mối duy nhất chính là công ty truyền thông và giải trí dây cây xuất hiện thêm nhiều manh mối mới liên quan đến thân thế của chúng tôi, nên tâm trạng của mọi người đều không được tốt, ai cũng lầm lì ngồi thử ra. Chữ cây đầu tiên và cuối cùng trong tên của rách chẳng phải là dây cây sao? Tôi chợt phát hiện ra một điều, liền đắc ý gieo ẩm lên. Hừm, chúng tôi điều tra hơn một năm trời ở Hàn Quốc, chả nhẽ một vấn đề còn con đấy mà cũng không nghĩ ra được. Kuroba đáp tỉnh queo, nhưng các người cũng có điều tra được gì đâu tôi chả đòn kuroba nhưng lại vừa nói ra lại chỉ muốn tự cắn lưỡi mình nói thế chẳng phải tôi cũng mỉa mai cả sukino hay sao kuroba cười nhăn nhở có vẻ đắc ý lắm sukino đỏ mặt thành thật xin lỗi hơn một năm nay đúng là chưa điều tra ra được vấn đề gì về công ty jk công ty này thành lập được 20 năm rồi người sáng lập là kim ryong y được xưng là mẹ đẻ của giới giải trí hàn quốc rất có kinh nghiệm trong việc thành lập các nhóm nhạc nam, nữ nổi tiếng. Nhưng bà ta rất ít xuất đầu lộ diện, 20 năm trước, Jack vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Tôi và Nguyệt Bính cùng đưa mắt nhìn nhau, liệu có phải Kim Ryong Y chính là người phụ nữ năm xưa đã nhận nuôi Jack? Nếu muốn điều tra chân tướng, chỉ còn cách đột nhập vào công ty truyền thông và giải trí dây cây thôi. Nguyệt Bính quẳng tờ báo lên bàn, bước ra ngoài ban công châm thuốc hút rồi ngoảnh đầu lại gọi, bí ngô, là một điều không? Trời vừa tăng tảng sáng, một đêm không biết đã trôi qua tự lúc nào. Nhà cửa san sát im lìm trong ánh trời nhợt nhạt, lác đác vài nhà còn sáng đèn, ánh đèn yếu ớt như mắt những con thú khổng lồ ngái ngủ. Tôi cầm điếu thuốc rít một hơi dài, rồi ngoái đầu lại nhìn vào trong nhà. Sukino cưới đầu, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt thanh tú, đang cắm cúi đọc báo với yêu tích he. Kuroba ngồi tựa mình trên ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà. Nguyệt Bính nhìn vệt màu hồng rực ở chân trời, sắp sáng rồi. Phải đột nhập vào công ty dây cây tìm bằng được Kim Ryong Y, để đưa mọi thứ ra ánh sáng. Tôi hằn học nói, tao có cách này hay hơn. Nguyệt Bính chợt cười, khóe miệng nhếch lên, tóc mái che khuất nửa cặp mắt hẹp dài. Nguyệt Bính, mày không làm minh tinh, đúng là uổng phí cái bộ mặt này. Tôi bột miệng. Nguyệt Bính gãi mũi. Ồ, được, vậy thì tao sẽ đi làm minh tinh. Cái gì? Vừa rồi trên báo đăng tin công ty truyền thông và giải trí dây cây tuyển người mới. Chúng ta đi thử xem sao. Cái gì? Nếu Kim Ryong Y có vấn đề, kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp trục trặc trong quá trình thi tuyển. Nếu Kim Ryong Y không có vấn đề, chúng ta sẽ có cơ hội chui vào công ty đó để điều tra mọi chuyện. Tao cũng rất muốn biết tại sao năm người trong ban nhạc kia đều mang mắt đỏ. Nếu không trúng tuyển thì sao? Tôi nghĩ Nguyệt Bính ấm đầu rồi nên mới nghĩ ra phương án hão huyền này. Ngoài anh ra, bốn người chúng tôi đều rất chắc ăn. Giọng của Kuroba vang lên ngay sau lưng. Tôi xoay người, vung tay một cái, phi thẳng điếu thuốc hút giờ vào mặt gã Kuroba đang đứng ở cửa ban công. Ồ, Nam Hiểu Lâu cũng đẹp trai đấy chứ. Yêu Tết hè nói một câu nghe thật ấm lòng. Kuroba khẽ phởi tay, điếu thuốc bị kẹp lại giữa hai ngón tay hắn. Hắn khinh khỉnh búng đi, thế ư, làm người đừng có nói dối. Kuroba, anh hơi quá đáng rồi đấy. Sukino cho mày, thầy âm dương phải biết tôn trọng người tốt. Tôi chỉ lo năng lực của anh ta yếu kém, ngộ nhỡ chúng tuyển, nếu gặp nguy hiểm, chúng ta hơi đâu mà giúp. Kuroba hoang ra một câu thẳng thừng rồi quay trở vào phòng, lại nằm dài xuống ghế, gối đầu lên cánh tay, cho nên, anh bí ạ, à? hay là anh đừng đi nữa, cứ ở bên ngoài làm liên lạc cho chúng tôi đi. Nghe những lời này, tôi lại thấy trong lòng ấm áp. Lời của Kuroba tuy khó nghe, nhưng dẫu sao cũng cho thấy hắn lo lắng cho sự an nguy của tôi. Nguyệt Bính Thoạt Tiên có vẻ sừng sổ, nhưng lúc này cũng gật đầu như bồ củi. Nghe Kuroba nói vậy tao mới nhớ. Đúng là chúng ta phải có người ở ngoài để liên lạc. Sukino và Ittechy cũng gật đầu tán thành. Nhưng tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, tôi nhất định phải tham gia với mọi người. Dựa vào đâu mà mọi người cứ coi tôi là kẻ vô dụng vậy? Tôi nói trước, dù tôi có gặp nguy hiểm cũng không cần ai giúp, tự tôi lo được. Nếu có thể dự đoán được tương lai, chắc chắn tôi đã không đưa ra quyết định này. Năm có bột mới gột nên hồ. Để chuẩn bị kỹ càng, chúng tôi đã bỏ ra mấy ngày trời để tìm hiểu về quy trình tuyển chọn của công ty truyền thông và giải trí dây cây. Là công ty đào tạo ngôi sao nổi tiếng nhất Hàn Quốc, những người mới có tiềm năng chính là nguồn năng lượng để duy trì sinh mệnh của công ty. Bởi vậy, thứ bảy hàng tuần, tổng công ty đều tiến hành xét tuyển nội bộ, cứ cách một thời gian lại tổ chức đợt tuyển chọn công khai quy mô lớn. Rất nhiều thanh niên châu Á ôm giấc mộng ngôi sao đã gửi hồ sơ đến công ty dây cây. Nếu được tuyển chọn, công ty sẽ lo khoản chi phí đi lại, cắt cử người tiếp đón. Quy mô tuyển chọn lần này rất rộng, độ tuổi cũng được nâng cao đến 20. Mục đích là để dập tắt những tác động xấu do sự cố chìm tàu gây ra, phân tán sự chú ý của dư luận. Tất cả chúng tôi đều chuẩn bị hồ sơ. Suokino đề nghị thu âm một bài hát hoặc ghi hình một điệu nhảy rồi gửi kèm với tài liệu để tạo ấn tượng với ban xét tuyển. Vừa nghe nói vậy, Kuroba đứng phát dậy bỏ luôn ra ngoài. Tôi và Nguyệt Bính ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi đứa trước đứa sau chạy tót ra ban công. Chỉ có yêu tách he tỏ ra hào hứng, nhưng là pháp sư sa man, cô ta chỉ biết nhảy choi choi mấy điệu phù phép chứ làm gì biết nhảy múa sexy. Để vào được công ty giải trí mà bắt chúng tôi phải tập hát tập nhảy từ trước, thế thì tôi chịu. Sukino cằn nhằn chúng tôi không nghiêm túc, tuy bực bội nhưng cuối cùng chỉ gửi đi mỗi thông tin cá nhân khó khăn lắm mới được sống một tuần sóng yên biển lặng vô lo vô nghĩ ngày ngày nằm nhà đánh bài tán gẫu nguyệt bính dạy cho chúng tôi mấy kiểu chơi bài mới năm người ngày nào cũng la hét om sòm vô cùng vui vẻ càng không ngờ nữa đó là thế lực mà yêu tách he âm thầm gây dựng trong hai năm nay lại lớn mạnh đến vậy ngày nào cũng có người mang ba bữa chính cộng thêm bữa khuya đến cho chúng tôi không sai một phút. Sukiyo cũng trở nên thân thiết với Yutech-he, Hai người họ chiếm ngay chiếc giường rộng nhất, còn ba chúng tôi nằm chen chúc như cá hộp trên cái sofa giường bé teo. Có hôm tôi lỡ uống hơi quá chén, tỉnh dậy thấy đang nằm trong bồn tắm. Cũng may không mở vòi nước, chứ nếu chết đuối thế này thì đúng là chết không hết nhục. Nhiều lúc đêm khuya thanh vắng, tôi chợt nghĩ nếu thời gian dừng lại, cho chúng tôi được sống mãi những ngày vừa rồi có phải tuyệt vời không? tất cả đều vui vẻ, không phải lo lắng, không phải xông pha, cớ sao cứ phải liều mình trong nguy hiểm? thế nhưng ngày đó cuối cùng cũng tới. buổi sáng hôm ấy, đang vui vẻ ăn sáng cùng nhau, chúng tôi nhận được một bức thư truyền phát nhanh trên phong bì rất đẹp, in hai chữ dây cây. Suki mở thư, đọc từ đầu đến cuối, rồi sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, kêu lên với giọng không thể tin nổi: anh Nam, anh trúng tuyển rồi. Nguyệt Bính cầm lấy thư đọc, rồi chuyển cho Kuroba. Tôi ngất ngây sung sướng, công ty hàng đầu Hàn Quốc có khác, đúng là con mắt tinh đời. Tôi mà không trúng tuyển thì còn ai trúng vào đây chứ? Kuroba, anh thấy sao? Yêu Tech Hè giật phát lá thư trên tay Kuroba. Kuroba nghiêm mặt, không thèm nhìn tôi, phải sắp xếp lại kế hoạch thôi nhỉ. Đồng ý, Nguyệt Bính và Sukino đồng thanh. Tôi nghĩ bụng, gã khốn Kuroba kia, anh đây trúng tuyển rồi, đừng có ghen tị rồi dở trò chơi xấu đấy nhé. Bí ngô, chỉ mình anh trúng tuyển thôi, yêu tách he từ từ đặt lá thư xuống bàn. Tôi sững sờ. 6. Công ty truyền thông và giải trí dây cây nằm trên đường Cang Nam ở Seoul, Zokino và Kuroba đã tìm hiểu rõ bố cục xung quanh, lại thêm nguyệt bính điều tra suốt nửa tháng nay, đã khẳng định công ty này không hề bày bố cách cục phong thủy gì chỉ là một tòa nhà hẹp dài cao khoảng 10 tầng trông rất đỗi bình thường. Phía trước ốp đá trắng, phía sau là tường kính xanh trong suốt, trông chẳng có gì nổi bật. Ai mà ngờ được rằng từ tòa nhà này lại khai sinh ra vô số ban nhạc làm mưa làm gió khắp châu Á. Tôi lưng đeo ba lô, ngửa cổ nhìn tòa nhà, thấy quả đúng như lời Nguyệt Bính nói, không có bất kỳ cách cục phong thủy gì, cũng không thấy có khí hay thế gì bất ổn. Nguyệt Bính vỗ vai tôi, và trong đó mọi việc đều phải cẩn thận bọn tao luôn sẵn sàng tiếp ứng cho mày tôi rút bao thuốc ra ném cho Nguyệt Bính trong thư có quy định rõ thực tập sinh tuyệt đối không được hút thuốc uống rượu tao cứ thấy lo lo Nguyệt Bính bắt lấy bao thuốc rút một điếu đưa lên mũi người bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy mày không cần thiết phải giả bộ có chi khí trước Su Kino đâu yêu Tách Hè cũng lo cho mày lắm tao không phải lo chuyện đấy lòng dạ tôi đang dối như tơ vò. Nguyệt Bính, ngộ nhỡ công ty này chỉ đơn thuần là sùng bái cáo chín đuôi chứ không có vấn đề gì khuất tất. Mà tao lại đầy tiềm năng, ngày sau tao nổi bồng bềnh, trở thành siêu sao lừng lẫy khắp châu Á. Đến lúc đó, mày muốn gặp tao phải liên hệ qua người quản lý, mày chớ có hậm hực mà bôi xấu tao trên mạng đấy. Nguyệt Bính phì một tiếng, đấm cho tôi một quả, bí ngô. Trong đầu mày chứa toàn súp bí ngô thôi à? Cẩn thận đấy, hẹn ngày gặp lại. Tôi nhìn theo bóng Nguyệt Bính đi xa dần, yêu tách he, Sukino, Kuroba đứng ở ngã tư vẫy tay với tôi. Tôi xốc lại ba lô, bước vào trong cổng, tiện tay tắt điện thoại, ném vào thùng rác. Vừa nãy, Nguyệt Bính không hề nhận ra rằng, qua ánh sáng phản chiếu trên bức tường kính màu xanh, tôi phát hiện ra con mắt của mình bỗng biến thành màu đỏ. Nguyệt Bính bao nhiêu năm nay mày đã nhiều lần liều cả tính mạng để bảo vệ cho tao. Lần này, cứ để một mình tao đối mặt đi. Gặp senpai mà không biết cúi chào à. Một tiếng quát thình lình vang lên bên cạnh, tôi đang hùng dũng cất bước, nhiệt huyết dâng trào, nghe vậy thì giật bắn mình. Mấy thực tập sinh chừng 17-18 tuổi đứng dàn hàng trước mặt tôi, nhìn vẻ mặt rất ngông ngáo. Tôi lại dứt khoát bước tiếp, thầm nghĩ bọn danh con này còn kém tôi hai ba tuổi mà dám lên mặt đàn anh. Nhưng ngay sau đó, tôi giật thót, tôi hiểu tiếng họ nói, họ vừa nói tiếng hoa. Nhìn mặt biết ngay là người hoa, một thực tập sinh tóc nhuộm vàng châm chọc, trông đần thối thế kia, rồi cũng bị loại sớm thôi. Cơn giận lập tức bốc lên mùn ngụt trong lòng tôi, vào được công ty Hàn Quốc là quên luôn mình cũng là người hoa sao. Đang định đáp trả vài câu, thì một người đàn ông trung tuổi mặc bộ âu phục phẳng phiêu, trên tay cầm sắp giấy A4 nghiêm nghị tiến lại. Mấy thực tập sinh kia lập tức tươi cười, cúi chào rất lệ phép. Người đàn ông kia vẫn mặt mũi lạnh te, vừa lật sắp giấy vừa đi thẳng đến trước mặt tôi, họ tên. Tờ giấy kia chính là hồ sơ đăng ký của tôi, ngay cạnh tấm ảnh to đùng là họ tên đầy đủ, thế mà còn lên giọng hỏi tên như không biết vậy. Nam hiểu lâu, tôi đáp cộc lốc, Ừm, đi theo tôi. Nói xong, ông ta quay người bước đi luôn. Lũ chip hôi kia nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị, thái độ cũng bớt ngông nghênh hơn nhiều. Đều là người hoa cả, sau này phải giúp đỡ lẫn nhau nhé, cần gì cứ tìm chúng tôi. Gã tóc vàng trở mặt như chờ bàn tay, khiến tôi không kịp thích ứng. Tôi chỉ ở một tiếng, rồi theo người đàn ông trung niên vào một căn phòng tựa như giảng đường đại học, ở đó đã có rất nhiều nam nữ sinh ngồi ngay ngắn nhìn ai cũng ra dáng, đầy tố chất ngôi sao. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt hàn học, họ cũng không trò chuyện giao tiếp gì với nhau, bầu không khí trong phòng lạnh lẽo không chút tình người. Còn bốn người nữa, xin các anh chị chờ cho một lát. Người đàn ông trung niên tuy dùng từ lịch sử, nhưng thái độ lại giống như đang nói với không khí vậy, không thèm đoái hoài đến chúng tôi. Tôi tìm chỗ để ngồi, không ai bắt chuyện với ai, bầu không khí ngột ngạt vô cùng cứ như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, người đàn ông trung niên lại dẫn vào hai nam hai nữ rồi đưa tay chỉ trỏ, ra hiệu cho họ tìm chỗ ngồi. Bốn người ngồi xuống, người đàn ông trung niên đập bàn rất mạnh, tất cả mọi người đều ngồi thẳng dậy, đổ dồn ánh mắt lại. Ông ta bèn lên tiếng, trước tiên, tôi xin tuyên bố rõ ràng, trong các anh các chị ngồi đây, số người có thể trụ được đến khi ký hợp đồng không quá một phần ba đâu. Các anh chị đừng có nghĩ mình tài giỏi có thể lọt vào vòng sơ tuyển của dây cây, bất kỳ ai cũng đều xuất sắc cả. Muốn làm nghệ sĩ, phải nỗ lực không ngừng. Nếu không đủ kiên nhẫn, không đủ tự tin, thì xin các anh chị hãy bỏ cuộc ngay tại đây cho. Mọi người có đủ tự tin không? Có, cả phòng đồng thanh đáp lại, trong mặt ai cũng tràn đầy tin tưởng, dù chỉ giữ lại một người, thì người đó cũng chính là tôi. Người đàn ông trung niên vung tay, biểu cảm hết sức khoa trương, về các thực tập sinh Trung Quốc, công ty sẽ căn cứ vào tình hình của từng người để lên chương trình học ngôn ngữ. Công ty quy định mỗi ngày được ngủ 5 tiếng, nhưng trên thực tế, không được ngủ nhiều đến thế, chỉ khoảng 3 tiếng mà thôi. Việc ra ngoài phải tuân theo quy định nghiêm ngặt, thực tập sinh bình thường không được phép rời khỏi công ty. Không phải tự dưng mà trở thành nghệ sĩ được đâu, các anh chị cần phải vượt qua được khóa huấn luyện nghiêm ngặt này mới đủ tư cách. Ngay ngày mai. Khoa huấn luyện sẽ bắt đầu với các chương trình như chạy đường dài, nhảy dây, vừa làm động tác ngồi lên, nằm xuống vừa hát. Bữa ăn và đồ uống cũng được kiểm soát nghiêm ngặt tùy vào tình hình thể chất của từng người, đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng. Cuối cùng, tôi đặc biệt nhấn mạnh tất cả đều phải tôn trọng giáo viên và các bậc đàn anh đàn chị. Đây là nguyên tắc bất khả xâm phạm. Bây giờ, ai muốn rút lui thì đây chính là cơ hội cuối cùng. Sau khi đã đặt bút ký vào hợp đồng ai muốn bỏ ngang, sẽ bị phạt một khoản tiền bồi thường rất lớn. Suốt nữa thì cánh tay tôi đã bật dơ lên. Người đàn ông trung niên gật đầu hài lòng, ký hợp đồng thôi. Tôi đặt bút ký tên vào bản hợp đồng, bỗng thấy trong lòng hoang mang. Tôi tự chấn an mình, nam hiểu lâu, đã ký vào hợp đồng bán thân rồi, hãy dáng làm cho tốt. Nếu ở đây đúng là không có vấn đề gì thật, cũng phải cố gắng rèn luyện, không được để bị loại. Ba ngày tiếp theo, tôi đã hoàn toàn từ bỏ ý định điều tra công ty truyền thông và giải trí dây cây, mấy lần định nhảy qua cửa sổ đào tàu. Nhớ lại hồi mới vào đại học tham gia khóa huấn luyện quân sự, ngày đầu tiên học tư thế đứng nghiêm, đã có hơn 10 người gục ngã. Lúc đó bắp chân của tôi cứng đờ, đầu gối chỉ trực hiệu xuống, tôi đã không ngừng nghiến răng tự khích lệ mình, không được ngã. Không được ngã, ngã là tiêu luôn, gồng mình cho đến giờ ăn trưa, cơm canh đạm bạc trong căng tin bốc lên thứ mùi rất khủng khiếp, ăn được vài miếng đã có mấy người nôn tại trận. Bây giờ so sánh, cuộc sống hồi đó chẳng khác nào thiên đường. Giờ thì, ngày nào cũng phải chạy bổ, tập thể dục, nhảy dây, học tiếng Hàn, bữa ăn thì 10 hạt gạo, giam ba cọng kim chi cũng gọi là cơm. Đói đến hoa mắt vẫn phải đến phòng vũ đạo luyện tập độ dẻo dai, tuy nói tôi đã theo Nguyệt Bính học võ được vài tháng gọi là có chút nền tảng hơn người bình thường, nhưng cũng không đỡ nổi tay giáo viên vũ đạo biến thái cứ thích bắt chúng tôi soạc thẳng. Gần cốt của tôi đâu còn mềm dẻo như thanh niên 17-18, nghiến răng nghiến lợi soạc được đến 150 độ đã hết chịu nổi rồi. Cảm tưởng dây chẳng háng kêu lên kèn kẹt muốn đứt vật tức thì. Hận nhất là tay giáo viên biến thái nhân lúc tôi không đề phòng ấn mạnh hai vai tôi xuống. Kết quả, tôi đã biết thế nào là nỗi đau xé của cực hình ngũ mã phanh thây, hai chân tê bại mất một ngày một đêm, giống như không còn là bộ phận trên người. Ở cùng phòng với tôi là một cậu người Hàn Quốc, lầm lì hằn học, mặt như đâm lê, cứ như chỉ trực dình lúc tôi ngủ rồi thọc cho tôi một dao vậy. Ngày nào tôi cũng chờ cậu ta ngủ rồi ngồi thư trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến thế giới muôn màu bên ngoài mà tê tái cõi lòng. Kuroba nói rất đúng đích thị là chúng tôi phải lên kế hoạch lại. 7. Kết thúc một ngày huấn luyện quần quật, tôi lê tấm thân rời rã về phòng, đổ mình xuống là ngủ ngay. Đang ngủ mê mệt, bỗng choàng tỉnh vì tiếng còi rú ầm ĩ bên ngoài. Tôi ngồi bật dậy trên giường, nghe tiếng loa phóng thanh gào lên ông ổng, tất cả tập hợp, cùng xem màn vũ đạo mới nhất của các senpai. Mọi người sẽ được vinh hạnh làm những khán giả đầu tiên. Cậu bạn trong phòng lại không thấy đâu, chắc là đang tập thêm trong phòng huấn luyện tôi nghĩ bụng thằng nhóc này mà không trở thành ngôi sao thì đúng là không còn lý trời tôi mặc quần áo rồi ủy oải đến phòng diễn tập trong phòng đã ngồi chật kín thực tập sinh và huấn luyện viên tay giáo viên vũ đạo biến thái chết tiệt cũng có mặt trông rất hào hứng vừa tìm được chỗ ngồi trong góc đèn trong phòng bỗng vụt tắt một chùm đèn tụ quang chiếu xuống một người phụ nữ trung niên đang bước ra giữa sân khấu cả khán phòng lập tức im bặt Kim Riom Yi, hai cô gái tóc ngắn ngồi ở hàng ghế trước thì thào. Mấy ngày qua, tôi đã ủ mưu làm quen với mấy người bạn có vẻ thực thà để kín đáo thăm dò về Kim Riom Yi cùng tình hình nội bộ của công ty. Nào ngờ khóa thực tập sinh lần này toàn là những kẻ điên khùng, ngoài tập ra chỉ biết ăn với ngủ, chẳng ai thèm quan tâm đến ai, khiến tôi chẳng thu hoạch được gì. Tôi đành phải thay đổi kế hoạch, cứ chuyên tâm luyện tập để tránh nghi ngờ, rồi chờ cơ hội hành động không ngờ, hôm nay lại tình lình được gặp mặt Kim Ryong Y. Tôi vô cùng phấn khích, bèn tập trung tinh thần nhìn chăm chú. Kim Ryong Y mặc bộ vest, trông rất chuyên nghiệp, toát lên một trường khí rất khó tả. Mỗi người đều mang quanh mình một trường khí khác nhau, đó cũng chính là ấn tượng đầu tiên để lại cho người khác. Kim Ryong Y cho người khác ấn tượng rất đặc biệt, phong thái của bà rất kín đáo chứ không phô trương, giống như một vòng xoáy lớn xoay chuyển không ngừng hút lấy tất cả mọi thứ xung quanh tôi lờ mờ nhìn thấy vô số luồng khí từ cơ thể của thực tập sinh bị hút lên sân khấu khiến trường khí của kim ryong y càng trở nên mạnh mẽ một số thực tập sinh có trường khí yếu thậm chí còn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bà ta tôi cảm thấy hơi choáng váng bèn cắn khẽ vào đầu lưỡi cảm giác đau khiến tôi tập trung hơn tôi quan sát thật kỹ nhân vật bí ẩn nhất trong giới giải trí Hàn Quốc. Nước da ngăm ngăm bánh mật của Kim Ryong y hoàn toàn khác với nước da trắng mịn của người Hàn Quốc. Bà ta cao chừng 1m64, vầng trán khá rộng, sông mũi hơi tẹt, mũi rất nhỏ, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn tướng mặt, thuộc kiểu người ngoài khiêm trong ngào. Chi tiết gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là đôi khuyên tai màu vàng hình giọt nước, có khắc những hoa văn lạ lùng, nhìn màu sắc, đoán chắc là đã rất lâu năm. Tôi thấy thất vọng tràn trề, Kim Ryong Yi chẳng có gì đặc biệt, lẽ nào chúng tôi đã chọn nhầm mục tiêu. Nhưng nhìn kỹ, lại thấy bà ta càng nhìn càng thu hút, nhưng không thể nói rõ thu hút ở điểm nào. Các thực tập sinh mới lần này, thực sự rất cố gắng. Kim Ryong Yi đưa mắt nhìn khắp hội trường, ánh mắt bà ta dừng lại vài giây ở tôi, không biết vô tình hay cố ý. Nhìn vào mắt bà ta, tôi mới choàng tỉnh. Mắt của Kim Ryong Y không to nhưng rất tròn, khóe mắt hơi xếch, trên mí mắt có một vệt màu đỏ lờ mờ, đó chính là tướng mắt tứ bạch. Mắt là nơi ẩn tàng thần hồn của con người, cũng thể hiện khí và vận, mắt tứ bạch, hay còn gọi là mắt tụ tinh, tức là nhãn cầu nằm giữa, tròng trắng bao quanh tứ bề, con người không hề chạm vào mí trên và mí dưới. Tướng mắt này có thể hút khí trợ vận đem lại vinh hoa phú quý cả đời, mọi sự hanh thông, thế nhưng rất ít người có tướng mắt đó. Phải thật cố gắng, mới có cơ hội trở thành ngôi sao. Kim Ryong Yi vẫn tiếp tục phát biểu, hy vọng buổi biểu diễn của các đàn anh đàn chị hôm nay sẽ tiếp thêm năng lượng cho các bạn. Kim Ryong Yi quay vào, đèn tụ quang vụt tắt, nhạc dạo vang lên, vô cùng sôi động. Năm ngọn đèn giỏi lần lượt bừng sáng trong mỗi quầng sáng xuất hiện một người đứng bất động với những tư thế khác nhau. Đám thực tập sinh vỗ tay rào rào, suýt xoa ẩm ĩ. Năm người này chính là nhóm nhạc nam mà tôi đã tình cờ gặp trong quán ăn đêm. Ánh đèn laser đủ màu loa loá, các anh chàng xoái ca bắt đầu nhảy múa rất bốc, bóng người lay động không ngừng dưới ánh đèn chớp loá, trông vô cùng ảo diệu. Anh chàng đứng giữa cất tiếng hát trước tiên, Nhạc dạo sôi động kết hợp hài hòa với giai điệu rộn ràng bốc lửa của bài hát, quả là một bữa tiệc nghe nhìn tuyệt hảo. Các thực tập sinh như mê như say, cơ thể lắc lư nhún nhảy theo điệu nhạc, miệng cũng mấp máy hát theo. Tôi vốn dĩ không mấy hào hứng với thể loại vũ đạo này, nhưng lần này, chẳng hiểu tại sao, lại thấy lôi cuốn lạ lùng, trong điệu nhảy và bài hát dường như có một sức hút kỳ lạ mê hoặc. Bài hát và vũ đạo biểu diễn đến nửa chừng, sau đoạn điệp khúc đầu tiên, năm người lại bất động trong những tư thế khác nhau, đèn laser vụt tắt, đổi sang đèn dọi sáng trắng. Anh chàng ngoài cùng bên phải vô thức liếc mắt xuống sân khấu, anh chàng bên cạnh môi mấp máy như nói gì đó, anh chàng ngoài cùng vội quay đầu lại, về đúng tư thế. Tôi nhìn thấy rất rõ mắt của anh chàng ngoài cùng bên phải lóe lên một tia sáng màu đỏ, để lại một vệt dư ảnh đỏ rực trong ánh đèn sáng trắng. Tôi như choàng tỉnh, cuối cùng đã phát hiện ra huyền cơ vị trí đứng của bốn người kia lần lượt ứng với bốn phương vị thanh long bạch hổ, chu tước và huyền vũ còn vị trí của người còn lại rất kỳ cục chẳng tiến lên trước cũng không lùi về sau chân không khép cũng không dạng trông cứ như tìm đại một chỗ đứng cho xong đám thực tập sinh vẫn tiếp tục lắc lư tiếp tục lầm nhầm hát theo nhìn sang cậu thực tập sinh bên cạnh thấy cậu ta đang đờ đẫn nhìn chân chân lên sân khấu Tôi khẽ huyết cậu ta một cái, nhưng không thấy có phản ứng gì, cứ như bị hút mất hồn. Điệp khúc lại vang lên, cả nhóm lập tức uốn éo cơ thể hết sức vô trương, cứ như con cung quăng, lặp đi lặp lại một giai điệu giống nhau. Bầu không khí bỗng trở nên cuồng nhiệt khác thường, tất cả thực tập sinh dần dần đứng dậy, la hét như điên theo nhóm nhạc. Chỉ còn một mình tôi ngồi nguyên tại chỗ, ngơ ngác giữa đám đông si dài. Giờ thì tôi đã bừng hiểu, đây không phải là một màn biểu diễn, mà là một nghi thức, dùng vũ đạo và lời hát để điều khiển người khác. Cả nhóm lại tình lình bất động, đám thực tập sinh giống như bị thi triển phép định thân, đồng loạt đứng im như tượng gỗ. Tôi cũng bất động theo, nín thở, đầu óc hoạt động hết công suất để tìm cách đối phó. Thức ăn lần này có vừa ý không, các con của ta? Kim Ri-hong y vỗ tay, từ trong cánh gà bước ra. Chỉ tiếc là đợt tuyển người lần này lại không tìm được lấy một hộ duệ mang huyết thống của các chín đuôi. Cả nhóm bất ngờ quỳ dạp xuống sân khấu, bò về phía Kim Ryong Y, rụi đầu vào chân bà ta âu yếm, giống như đàn chó chào đón chủ nhân vậy. Các con là những đứa con đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất của ta. Kim Ryong Y xoa đầu một anh chàng, sắc mặt hiền từ như mẹ nhìn con, khi nào lớn lên, các con có sẵn sàng dâng hiến sinh mệnh cho mẹ không? chít chít, tất cả các thành viên nhóm nhạc đều bật ra tiếng kêu quái lạ. Họ chen nhau vươn cổ lên, thè lưỡi liếm vào tay Kim Ryong Y. Kim Ryong Y túm lấy mái tóc của một anh chàng, giật mạnh. Mớ tóc lớn bị giật tung, kéo theo cả da đầu, tấm mặt nạ trùm trên đầu bị xé toạc, lộ ra một mảng đầu cáo lông lá. Con cáo màu đỏ rực kêu lên chít chít, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp, nó rụt cổ, né về phía sau, Kim Ryong y túm lấy cái cổ bông xù, xách con cáo lên. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện kỳ quái, lần nào ít nhiều cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc này lại thấy bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn không có lấy một chút cảm xúc. Tôi nhìn chừng chừng vào con quái vật mình người đầu cáo đang bị Kim Ri y xách lên, bà ta hôn nhẹ vào cái mõm nhọn hoắt, rồi hai tay siết chặt lấy cổ con cáo. Con cáo hình người dẫy rụa quằn quại trên cao, bốn con cáo chưa bị xé bỏ tấm da người hoảng sợ, kêu lên thất thanh rồi dạt vào một góc sân khấu. Những khuôn mặt điển trai méo sạch, trên làn da trắng mịn bắt đầu xuất hiện những vết dạn chằng chịt như mạng nhện. Ta đã tìm thấy các con, nuôi nấng các con, thế mà các con đâu có ngoan. Kim Ri Hong Y đưa tay xé toạc tấm da người trùng trên mình con cáo, một con cáo lớn lăn ra ngoài, đưa mũi hất khẽ tấm da người rồi bật kêu thảm thiết ta đã chuẩn bị xong xuôi bộ da mới cho các con rồi. Kim Ryong y giận giữ đạp lên mình con cáo, thế mà các con lại ăn thịt người trên tàu, suýt nữa thì lộ tây. Tên thuyền trưởng khốn kiếp đã phản bội gia tộc, vờ kể chuyện để tiết lộ chân tướng cho hai kẻ kia, khiến ta buộc phải giàn dựng vụ tai nạn chìm tàu, thật đáng tiếc cho những món ăn mà ta đã dày công lựa chọn. Ồ, hóa ra là như vậy, chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười, tâm trạng không hề kích động, tựa như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến tôi biết rồi thì sao không biết thì sao nam hiểu lâu lại đây kim Hong y vẫy tay gọi tôi ta cứ ngỡ các anh không thể sống sót đến ngày hôm nay lúc đó tôi cảm thấy ánh mắt kim Hong y nhìn tôi mới hiền từ làm sao giống như người mẹ đã xa cách lâu ngày vậy tôi bước từng bước lên sân khấu trong lòng lâm lâm vui sướng con cáo kia nhìn tôi lắc đầu rên rỉ nước mắt ứ ra, chảy thành từng dòng ngoằn mèo đỏ rực trên khuôn mặt trắng bệch. 8. Đám thực tập sinh đông đưa nhịp nhàng, đồng thanh cất tiếng hát, giai điệu kỳ quặc rót vào tai tôi, khiến trong tôi bừng lên một tinh thần trách nhiệm thiêng liêng, hóa ra đây mới là ý nghĩa cuộc sống của tôi, tôi tồn tại là để hiến dâng sinh mệnh. Bước lên sân khấu, tôi đứng im trước mặt Kim ryong Y, nhìn ngắm bà ta ở khoảng cách gần. Ánh mắt của Kim Ri Y vô cùng huyền ảo. Bà dịu dàng vuốt khẽ lên mặt tôi. Đã 20 năm, con lớn ngần này rồi sao? Ngón tay bà ta lạnh toát, móng tay nhọn hoắt quẹt lên da mặt tôi đau rát. Bà ta rụt tay về, máu đọng đỏ trong kẽ móng tay. Bà ta đưa móng tay vào trong miệng, lâu lắm rồi mới được thưởng thức mùi vị này. Để cho chúng ăn, quả là đáng tiếc. Đó là số mệnh của tôi. Tôi sờ vào vết cào trên mặt, rồi ngoảnh nhìn đám thực tập sinh bên dưới sân khấu tôi xuất sắc hơn họ cho nên bà đã chọn tôi. con rất ngoan rất biết nghe lời chứ không như nó giọng của kim ryong y quyến rũ đến mê hoặc hãy nằm xuống đi hãy dâng hiến cơ thể của con cho cáo chín đuôi tôi từ từ nằm xuống sàn sân khấu cứng đơ lạnh toát mắt chân chân nhìn lên chùm đèn treo ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi sáng lòa nước mắt tôi ứa ra chảy dọc theo khóe mắt đọng đầy vành tay. Ngón tay của Kim Ri Ông Y Đong đưa như mọn lửa, nâng lên trước ngực rồi đưa lên đỉnh đầu, miệng lầm rầm niệm chú. Tiếng tụng niệm mỗi lúc một nhanh, đám thực tập sinh đều quỳ mọp cả xuống, dì dầm niệm theo. Mấy con cáo kia dãy rụa kịch liệt, móng vuốt cào sâu xuống ván gỗ, cố gắng giật lùi về phía sau, tựa như đang kháng cự lại lời niệm chú. Kim Ri Y chợt hét lên một tiếng, vung tay giật phăng áo vest để lộ chiếc áo bó sát người màu đen vẽ đầy những ký hiệu quái đản màu đỏ rực chít 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 mấy con cáo chĩa ra những móng vuốt sắc nhọn từ bên dưới lớp da người xé nát tấm da người đang trùm trên cơ thể mép chảy nước dãi ròng ròng bắt đầu thè lưỡi liếm vào mặt tôi năm cái đầu cáo to tướng trộm vào trước mắt tôi hơi thở sộc thẳng vào mũi nhưng chẳng hiểu sao tôi không hề thấy tanh hôi mà còn cảm thấy thơm tho kỳ lạ. Trong tay động đầy nước mắt, giọng của Kim Ryong Y trở nên lùng bùng không nghe rõ nữa. Lúc này, một con cáo không kìm chế được, há ngoác cái miệng rộng hung dữ tua tùa răng nhọn hoắt bập thẳng xuống mắt tôi. Mắt của tôi đã cảm nhận thấy luồng khí lạnh ngắt phả ra từ răng, sộc thẳng tới con ngươi. Tôi bỗng thình lình choàng tỉnh. Tôi vội vã ngoắt đầu sang một bên, răng con cáo cắn phập xuống sàn gỗ, mắc chặt vào ván sàn. Thuận đà tôi tung một đấm chát chúa vào mang tay con cáo, có tiếng xương vỡ răng rắc, con cáo lập tức đổ vật xuống mềm nhũn. Tôi co đầu gối, đạp thẳng cánh vào một con cáo khác đang bò dạp trên người, hai tay hai đấm giáng thẳng vào mũi hai con cáo hai bên. Mấy con cáo đều kêu rít lên, bắn văng đi, đúng lúc này, con cáo cuối cùng ngoác miệng cắn vào chân tôi. Tay chân chưa kịp thu thế, trong lúc cấp bách, tôi xoạc thẳng hai chân một góc những 180 độ để tránh đòn ngoạm của con cáo. Cái đầu cáo lông lá lao xuống giữa hai chân, lửa giận trong lòng bốc lên phừng phừng, tôi khép mạnh hai chân lại, hai đầu gối từ hai bên thúc mạnh vào mạng sườn con cáo. Tiếng xương vỡ lại vang lên răng rắc, nói thì chậm, chứ sự thực là toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, năm con cáo đều đã nằm thẳng cẳng trên sàn. Tôi nhúc nhắc hai vai rồi đứng dậy, Kim Ri Hong Yi có vẻ kinh ngạc, miệng mấp máy, cơ thể gầy đét không ngừng uốn éo, những ký hiệu màu đỏ trên tấm áo bó đen biến hóa thành từng cụm hoa văn quái gì. Tôi nhìn mà hoa mắt chóng mặt, nhưng nước mắt đọng đầy trong lỗ tai khiến tai tôi bùng nhùng, không nghe rõ bà ta nói gì. Mụ già biến thái, đủ rồi đấy, tôi hét lên một tiếng, lớn đến nỗi bản thân tôi cũng ù cả tai. Tôi lắc đầu, nghiêng tai cho nước chảy ra ngoài lúc này mới dần dần nghe rõ giọng của bà ta. Kim Ri Hong Yi đang vừa nhảy vừa hát như lên đồng, tôi bỗng thấy bừng bừng sức mạnh, để xem, từ giờ ai còn dám bảo tôi vô dụng nữa không? Tôi liếc nhìn xung quanh, lũ cáo con thì ngất xỉu con thì nằm bẹp dí, không còn sức chống cự. Đám đông dưới khán đài vẫn như mê muội, cơ thể đưa qua đưa lại như con lắc. Tôi thấy hơi đáng tiếc, trận đánh lừng lẫy sắp sửa nổ ra mà lại không có người xem. Lão doang đã làm gì với mày, mà điệu vũ ma âm lại không làm gì nổi mày. Kim Ri Hong Y gào lên the the, đôi mắt tứ bạch như trồi ra khỏi trong. Trông chẳng khác gì mắt cá vàng, lại càng nhảy múa, hát hò cuồng loạn. Phịch, phịch, dưới khán đài có mấy người ngã lăn xuống đất. Kim Ri Hong Y đúng là tâm thần mất rồi, chẳng chịu tự soi gương mà xem, cái mặt này, cái giọng này, cái thân thể như báo giò này, mà cũng dám nhảy với hát tôi không dám chủ trừ tránh để kim ryong y lại tiếp tục giở mánh khóe tôi vẫn hết can đảm đang định xông lên bỗng dưng đầu óc trống rỗng mất một chốc rồi lại bình thản điềm nhiên như lúc vừa rồi ồ hóa ra là nước mắt bịt kín lỗ tai kim ryong y thở phào số mày cũng may mắn đấy nhưng rất tiếc là không phải lúc nào cũng may mắn bà nói rất đúng tôi không hề tức giận mỉm cười đáp lại Kim Ri Y lấy trong túi áo ra chiếc điều khiển từ xa hình chìa khóa xe, chĩa vào tôi bấm liền mấy cái. Bên trong sân khấu vọng ra tiếng máy móc lạch cạch, rồi tách ra một khe từ chính giữa, một chiếc giường bằng kim loại từ từ trồi lên. Hãy nằm lên đi, đó là chỗ của con. Tôi ngoan ngoãn bước lại, nằm lên giường. Kim Ri Y tháo bao ra ở hai bên khung giường, cố định chân tay và cổ của tôi lên đó, rồi kéo ra một cái hộp từ dưới gầm giường bên trong được đầy kim tiêm, thuốc nước và dụng cụ phẫu thuật. Cái giường dễ chịu lắm phải không? Kim Ri Y cầm lên một lọ thuốc, cắm kim tiêm vào rồi rút hết nước ở bên trong ra. Tôi thình lình choàng tỉnh, nhận ra mình đã bị cố định như đóng đinh trên giường thì vô cùng kinh hãi, cố vùng ra khỏi những vòng da, nhưng chân tay đau điếng, cổ càng bị siết chặt hơn, đến nỗi gần như tắc thở. Ồ, chắc lão Doang đã gieo cổ vào người anh rồi nên mới thoát khỏi điệu vũ ma âm nhanh đến vậy. Kim Ri y ấn bơm tiêm, nhỏ ra vài giọt thuốc rồi búng khẽ vào ống tiêm. Hôm nay, tôi sẽ phải nghiên cứu về anh thật kỹ mới được. Mụ già tóc đế kia, mụ muốn làm gì? Tôi vùng vẫy đến mức cổ tay cổ chân xây xước, mắt trợn chừng nhìn mũi kim sáng loáng. Tim tôi thắt lại trong hãi hùng. Máu của anh là thức ăn ngon lành nhất cho cáo chín đuôi, đừng có lãng phí. Kim Ri Hong Y cầm kim tiêm từ từ chọc vào cổ của tôi. Tôi chân chối nhìn mũi kim dài hơn một tấc cắm ngập vào cổ họng. Tôi cảm nhận thấy dòng thuốc lạnh toát từ từ bị đẩy vào trong cơ thể. Cảm nhận thấy dòng máu chạy dần dật trong mạch máu, giống như xe chạy trên đường cao tốc vậy. Ngay sau đó, toàn thân tôi đau đớn kịch liệt. Tại tôi nghe thấy tiếng mạch máu phình nở dữ dội, cảm giác như người tôi sắp sửa nổ tung. Kim Ri Hong Y đưa tay xé toạc áo tôi, da tôi chạm xuống mặt giường kim loại lạnh toát, khiến cảm giác đau đớn dịu bớt phần nào. Mồ hôi tôi chảy xuống dòng dòng, lọt vào trong mắt đau rát. Tôi cố chớp mắt, cơ thể tôi nóng ran, nhưng tim tôi ớn lạnh, mụ già biến thay kia cởi áo tôi ra để làm gì đây? Kim Ri Hong Y nhìn chằm chằm vào người tôi, ánh mắt tràn đầy thèm khát. Tôi càng kinh hoàng hơn nữa, phải chăng mụ ta muốn dùng thứ tà thuật thấp hèn nào đó để hủy hoại tấm thân trong sạch mà tôi đã gìn giữ suốt 20 năm qua? Tôi vừa định lên tiếng mắng chửi, bỗng thấy Kim Ryong Y lấy ra một thứ cầm trên tay. Là một chiếc máy ảnh, bà ta dơ máy lên, chụp tôi nhoay ngoáy. Tôi tức muốn hộp máu, kẻ sĩ thả chết không chịu nhục. Tôi đâu phải là con gái, bà ta chụp ảnh tôi hở ngực để làm gì. Chụp xong, Kim ri y lấy từ trong khay ra mấy con dao mổ, đặt cạnh nhau cân nhắc một lát rồi nhặt lên một con, thẳng tay rạch một nhát lên cánh tay tôi. Vết thương rất sâu, da thịt mở ra đỏ loét, máu trào xối xả, chảy thành vệt theo cánh tay xuống mặt giường, đọng thành vũng rồi nhỏ tong tòng xuống sàn. Ăn đi nào, các con, Kim ri y quay sang nói với mấy con cáo bị thương. Lũ cáo kêu loạn lên, rũ rượi bò tới, bắt đầu liếm máu của tôi. Thứ tôi vừa tiêm cho anh chỉ là thuốc chống đông máu thôi. Máu của anh sẽ chảy không ngừng trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Đương nhiên, cần phải xem máu trong người anh có đủ để chảy lâu thế không đã. Kim Ri Hong Y cúi xuống, vỗ lên mặt tôi, rồi ghé sát vào tay tôi nói nhỏ. Năm xưa, năm người chúng tôi đã chọn lấy 6 đứa trẻ, chính là để chờ đợi ngày này. Anh đáng giá lắm đấy, da, thịt, nội tạng, ngũ quan, não bộ của anh, nói chung là tất tật các bộ phận trên người đều đáng để nghiên cứu doang chết rồi chỉ có thể dùng cơ thể của anh và nguyệt vô hoa để khám phá cổ thuật của lão thôi tôi nhìn bộ mặt kim ryong y ở sát gần rồi hỏi một câu bình tĩnh không ngờ tại sao lại là năm người kim ryong y nheo mắt câu chuyện này do ly trầm a kể cho anh nghe tại sao anh lại không nghĩ bà ta cũng là một trong số đó tiếc là bốn kẻ kia đều đã phản lại tôi nhưng tôi đã đoán trước được điều này tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi suốt một nghìn năm chờ đợi cuối cùng cũng đã đến hồi kết bà nói sao tôi bột miệng kêu lên trong thời gian qua chúng tôi suy đoán đủ đường nhưng chưa bao giờ nghĩ đến ly trầm a tôi quên bẵng nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết đầu óc tôi lại hỗn loạn với biết bao ý nghĩ họ sẽ nhanh chóng rời khỏi làng giải trí đội lốt của năm người giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo Kim Ryong Yi chỉ vào năm con cáo đang liếm máu rồi đứng dậy vỗ tay. Giờ thì anh đã là người của tôi. Tôi chìm trong tuyệt vọng. Tôi phải chết như thế này ư. Đến báo tin cho Nguyệt Bính cũng không thể. Vừa rồi, nếu không vội vàng dốc nước trong tay ra, rõ ràng tôi đã giải quyết được Kim Ryong Yi rồi. Nguyệt Bính nói đúng. Đời tôi chỉ toàn chuyện xui rùi. Làm việc gì cũng không nên hồn. Cơ thể tôi bắt đầu lạnh giá tôi cảm thấy dòng máu đang từ từ vơi cạn cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều kéo sập mí mắt tôi xuống bỗng dưng một tiếng động lạ vang lên người tôi bỗng nặng trĩu ai đó đang nằm đè lên tôi một đôi môi nóng rực chặn lấy miệng tôi tôi mở choàng mắt thấy cặp mắt tứ bạch của kim ryong y mở trừng trừng ngay trước mũi mình bà ta đang hôn tôi lưỡi bà ta đã đầy vào trong miệng tôi cả đời tôi chưa bao giờ có cảm giác kinh tởm đến vậy Tôi cắn chặt hai hàm răng để chặn bà ta lại, co lưỡi chặn cổ họng để dương khí không tiết ra ngoài. Tôi biết, mụ làm cách này để hút hết dương khí trước khi tôi chết. Tôi phải chặn mụ lại bằng mọi giá. Đột nhiên, tôi trông thấy đôi mắt tứ bề tròng trắng của Kim Ryong Y từ từ trợn ngược lên, rồi đổi màu trắng dã như mắt cá chết, cây lưỡi dần dần lạnh toát rồi cứng đờ, tựa như chiếc thìa bằng kim loại đang cắm vào miệng tôi. Quanh tôi vọng lên tiếng cáo chu thảm thiết, tôi thấy máu me bắn tung tóe xung quanh như một cơn mưa kim ri hong y bị lôi xuống khỏi người tôi gã giáo viên vũ đạo biên thái ghé sát mặt vào tôi bí ngô không sao chứ là ảo giác ư chắc chắn là ảo giác trước khi chết đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi tôi ngất lịm 9. tôi từ từ mở mắt thấy mọi thứ quay mòng mòng xung quanh ánh đèn từ trên trần hắt thẳng xuống mặt tôi vô số tia sáng chói lóa tôi vẫn bị trói chặt trên giường, vết thương trên cánh tay được băng bó qua loa, cả sân khấu sặc mùi tanh hôi của cáo. Vòng dây da xiết trên cổ đã được nới lỏng, tôi nghe thấy có tiếng người trò chuyện, ghé mắt nhìn sang bên cạnh, thấy tay giáo viên vũ đạo biến thái. Cậu bạn Hàn Quốc cùng phòng và hai cô gái tóc ngắn vốn ngồi trước mặt tôi dì dầm trò chuyện lúc màn biểu diễn bắt đầu. Họ đang ngồi quanh thi thể của Kim Ryong y xăm soi gì đấy còn đám khán giả bên dưới đều ngủ gục như ngả già. Xin hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cổ họng của tôi khô cứng, đau rát, cất tiếng nói mà như nuốt phải lưỡi dao cào. Bí ngô, tỉnh rồi đấy à? Gã giáo viên vũ đạo bước lại tháo dây chói cho tôi, ngồi dậy từ từ thôi, cẩn thận không vỡ vết thương. Vừa rồi chỉ lo mày thình linh tỉnh dậy dẫy rụa lung tung nên mới giữ nguyên hiện trạng. Đã cho mày uống vitamin K rồi, máu không chảy nữa, vì không biết chắc mụ già tiêm bao nhiêu thuốc, nên tao đổ quá nửa lọ, có thể mày sẽ thấy hơi rát họng đấy. Tôi có quen anh không? Tôi ngơ ngác nhìn gã hỏi. Gã đưa tay gãi mũi, quen chứ sao không? Động tác này quá quen thuộc với tôi, Nguyệt Bính. Gã đưa tay tự túm cổ mình, rằng kéo một lúc, bóc ra một tấm mặt nạ ra người, lúc lắc trên tay, nhếch mép cười, nhướng mày hỏi, xin chào anh Bí nụ hôn của Kim Ryong Y có ngọt ngào không? Thằng chó, tôi dồn hết sức lực, bật người nhảy xuống đất, nhưng vì mất máu quá nhiều nên choáng váng suýt ngã, vội đưa tay bám lấy thành giường. Ba người đang ngồi dưới đất cũng đứng dậy, lần lượt tháo mặt nạ ra. Sokino, Yutechhe, Kuroba. Các, các người, tôi há miệng mà lưỡi líu lại, không thốt nên lời. Anh bí, Sukino mặt đỏ bừng, có vẻ ngại ngùng, chúng tôi làm thế này cũng có phần chưa thỏa đáng. Xin anh thứ lỗi cho. Hỏa khí trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt, nhưng lại không nỡ nổi đóa với Sokino, Sohe. Cô là người thật thà, cô hãy nói đi, chuyện này là sao? Yêu chỉ vào cái xác cáo, kêu lên, ối, xem mấy con cáo này mọc ra cái đuôi thứ hai kia. Để tôi xem sao nào, rồi chạy vụt về phía đó. Đợi tôi, Sokino cũng chạy theo. Kuro, Tôi quay sang Kuroba, chưa kịp hỏi thì hắn đã đứng phát dậy, đồng đỉnh bước ra bên rìa sân khấu, tựa cột tạo dáng. Ba người tản ra, cây xác kinh tởm của Kim Ryong Y lại xuất hiện trước mắt tôi. Nguyệt Bính, sao? Đừng có nói với tao, đó là Kim Ryong Y nhé. Bí ngô, hãy bớt đau buồn, tao biết, nụ hôn đầu đời thường rất khó quên. Tôi vẹ một tiếng, nôn khan liền mấy cái. Nguyệt bính vỗ lưng cho tôi, còn ba người kia đều quay đi, giả bộ không nhìn thấy gì. Tôi thở hổn hển, cơn buồn nôn vẫn nhộn nhạo nơi cổ họng. Nguyệt bính, hãy kể cho tao biết từ đầu đến cuối, bằng không, tao sẽ liều mạng với mày. Nguyệt bính ngồi xuống bên mép sân khấu, nhìn đám khán giả đang ngủ mê man, mày ngồi xuống đây nghỉ chút đi, lát nữa còn phải bận rộn đấy. Tôi ngồi xuống cạnh Nguyệt Bính, thực ra, tao đã đoán rằng Mọi người kiểu gì cũng sẽ trà trộn vào đây, nhưng không ngờ lại đội lốt những kẻ kia. Tao được chọn, còn mọi người thì không, bản thân chuyện đó đã là một vấn đề. Bốn người không đăng ký ư? Mày biết rồi à, Nguyệt Bính không giấu nổi ngạc nhiên, thế sao mày còn tới? Thì kiểu gì cũng phải có người làm mồi nhử chứ, tôi xé quần lau vết máu, và lại, mày cũng đâu có thể dương mắt nhìn tao một mình vào hang cọp rồi khảnh chân ngồi đợi bên ngoài đúng là rất mạo hiểm. Vừa rồi nếu tỉnh dậy muộn một chút thôi, tao sẽ phải cắn rứt lương tâm cả đời. Nguyệt Bính dụi mắt, khói đâu nhiều thế, cay cả mắt. Tôi nhìn thấy có vệt nước ở khóe mắt Nguyệt Bính, nhìn quanh đâu thấy có tí khói nào, liền thụi cho nó một quả. Tao biết thừa nhưng không nói ra thôi, không mọi người lại ngại ngần. Nguyệt Bính gượng cười, đưa tay gãi mũi, rồi mới công khai với tôi kế hoạch của họ. Hôm đó, khi tôi ra ngoài mua thuốc, Nguyệt Bính mới đưa ra một kế hoạch cho tôi tham gia cuộc tuyển chọn người mới để làm mồi nhử, phân tán sự chú ý của công ty dây cây, bốn người họ sẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Sukino và Kuroba nằm vùng hơn một năm trời ở Hàn Quốc, nhưng chỉ tìm hiểu được công ty truyền thông và giải trí dây cây có rất nhiều phi vụ làm ăn lén lút với tập đoàn tài chính Nissin nổi tiếng nhất Nhật Bản. Theo những thông tin mà Utech He biết được, tai mắt của công ty dây cây khắp Seoul, rất có thể họ đã bị lộ tẩy từ lâu. Còn yêu đương nhiên chính là cái tên quen thuộc trong danh sách đen của công ty. Ba người Sukino, Kino, yêu Kuroba phản đối kịch liệt, cho rằng đưa tôi vào công ty dây cây là quá nguy hiểm. Huống hồ họ làm như vậy, chính là lừa dối tôi, đẩy tôi vào chỗ chết. Nguyệt Bính đã đưa ra đề nghị, vậy thì nó đi mà thực hiện. Thậm chí vì việc này mà Sukino và Yutekhe còn nghi ngờ Nguyệt Bính. Nguyệt Bính bèn chỉ ra những ưu thế có thể giúp tôi vào công ty. Tôi không hay biết gì về kế hoạch lần này, suy nghĩ lại đơn giản nên rất khó bại lộ. Tinh khí tôi hiền hòa, không gai góc như họ nên rất thích hợp để làm mồi nhử. Tuy bản lĩnh của tôi kém hơn họ, nhưng nếu xét theo khía cạnh khác, đó lại là ưu thế, khiến tôi không nôn nóng, vừa vào đã nhăm nhằm đòi hành động, mà sẽ kiên nhẫn chờ thời cơ, nên cũng bớt phần nguy hiểm. Thế lực đen tối ngầm ẩn này đã khống chế chúng tôi ngay từ lúc ra đời. Chúng tôi phải hành động mau lên, không thể chờ đợi thêm nữa, cho nên để tôi vào công ty là an toàn nhất. Có tôi làm quân bài đặt trong tay kẻ thù để thu hút sự chú ý, bốn người họ sẽ dễ bề hành động hơn. Sau khi đưa tôi đến công ty dây cây, Nguyệt Bính nhận ra đôi mắt tôi chợt biến thành màu đỏ, cũng phát hiện thấy tôi ném điện thoại đi, liền đoán ra ngay tôi muốn hành động một mình, nên đã thay đổi kế hoạch. Sukino lập tức đột nhập vào máy tính của công ty dây cây, lấy cắp thông tin của nhân viên, rồi mạo xưng là nhân viên đón tiếp, xử lý ba thực tập sinh cuối cùng, hóa trang thành họ, trà trộn vào trong công ty. Nguyệt Bính dựa vào thông tin lấy được, hóa trang thành giáo viên vũ đạo. Sukino sử dụng một vài tiểu xảo vi tính để sắp xếp cho Kuroba ở cùng phòng với tôi. Kế hoạch lâm thời này không ngờ lại trở thành kế hoạch hoàn hảo nhất. Cuối cùng, nguyệt bính chốt lại một câu bí ngô số mày cũng may mắn thật rồi quay sang ba người kia quyết định này không liên quan đến họ họ đều phản đối chỉ có mình tao kiên quyết thực hiện giọng nguyệt bính trầm xuống muốn trách thì cứ chửi tao đi nguyệt bính tôi đứng dậy mày đã nhiều lần cứu tao tính mạng của tao đã thuộc về mày từ lâu rồi mày không nói tao cũng hiểu mà tao là quân bài nhưng nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất bốn người định giấu tao để xử lý việc này không muốn cho tao tham gia để tránh xảy ra chuyện phải không mày muốn nghĩ thế nào cũng được nguyệt bính chỉ xuống đám người đang ngủ lăn lóc không ngờ kim ryong y và ban nhạc năm con cáo kia đã dùng vũ điệu ma âm để kiểm soát chúng ta may mà lúc mụ tập trung xử lý mày bọn tao đã kịp thời thức tỉnh nếu mày không kéo dài thời gian chắc tất cả chúng ta đều đã tiêu tùng cả rồi mày mạo xưng là giáo viên vũ đạo đã đành sao mày còn cố tình ép đứt cả dây chẳng háng của tao thế hà? Tôi đấm cho Nguyệt Bính một cái. Nguyệt Bính không tránh, lãnh nguyên cú đấm của tôi vào mũi, rồi nhe răng cười hề hề. Rồi, mày thích thì cứ đánh đi. Mọi người lại đây mau lên. Sukino thay cầm máy ảnh, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Chúng tôi cùng súng cả lại. Trên màn hình chính là tấm ảnh Kim Ryong y chụp tôi vừa nãy từ ngực xuống bụng tôi xuất hiện một hình xăm màu đỏ. Một con hổ, rồi mấy người cùng quay sang trợn mắt nhìn vào ngực tôi. Tôi ngây ra không hiểu chuyện gì, rồi lại lờ mờ cảm thấy cảnh tượng này rất quen, hình như đã từng gặp đâu đó. Tôi lau mồ hôi lạnh, nhìn Nguyệt Bính, Nguyệt Bính, có phải? Đúng lúc đó, có tiếng nhóp nhép phát ra từ cây xác của Kim Ri Y. Lúc nãy, Nguyệt Bính vứt đầu màu thuốc lá lên cây xác làm cháy quần áo của bà ta. Giờ đây từ chỗ cháy có một làn khói màu xám xịt bốc lên, bay lẩn quấn quanh thi thể, tụ lại mà không tan. Cuối cùng kết thành hình một cỗ quan tài nhỏ quanh người. Từ trong cái xác sủi lên vô vàn bọt khí, phồng lên to dần, rồi tụ lại ở bụng, đùn thành một đống lớn, làm rách toang tấm áo bó. Trên cái bụng vốn dĩ nhăn nhúm phồng lên một bọc tròn xoe to bằng quả bóng rổ, da căng bóng có thể nhìn thấy rõ mạch máu chẳng chịt như lưới đánh cá bên trong. Quả bóng mỗi lúc một lớn, lớp da mỗi lúc một mỏng, rồi dần dần in hàn thành cái đầu của một đứa trẻ, dẫy ruộng như muốn tròi ra ngoài. Bộp, sau khi bị đẩy căng thành một tấm màng mỏng tang, bụng của Kim Ryong y nứt ra, máu thịt tơi bời, mùi hôi tanh bốc lên khiến tôi suýt ngất. Qua lỗ thủng, một đứa trẻ chui ra, miệng không mớt ea. Làn khói xám tạo hình cỗ quan tài khi nãy bị hút vào trong lỗ mũi của nó. Đứa trẻ duỗi thẳng hai chân đứng dậy, đi xuống dưới sân khấu rồi bước ra cửa. Còn dối bệnh, yêu tích hè lôi lục lạc ra định lắc thì Nguyệt Bính đã đưa ngay ngón tay giữ lấy quả lắc, lắc đầu. Đi thôi, Sukino rút ra con dao giấy. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.